Từ ngày bọn mình chia tay đến nay đã 3 năm vừa đây. Từ dạo tạ từ gian nan, thôi dạ anh màu áo lam dù. Các anh vẫn miệt mài vui đời trai chiến đấu, tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè hợp nhau. Ngày tháng qua mau, 3 năm rời tay sớm. Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại, trông về biên cương, nhớ bọn mình dằm đứa yêu nhau hơn cả tình nhân. Bây giờ có còn hay mỗi người mỗi phương. Tâm tư tôi vẫn về tìm, khi lòng chưa quên chiến trường còn tiếng súng, khi đêm đen còn hòa châu. Hết rồi nhưng vẫn thèm, vẫn mơ đời linh trời. Người tình ngày nào tôi lắm. Rồi mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có được là 2 cặp Kenwood nha mọi người. Kenwood sản xuất tại Korea, Hàn Quốc nha. Thì lo có đường kính là 2 tấc nha mọi người. Đây, đường kính 20 nha. Cho anh em về lên thùng nghe, hoặc là mình có thể làm lo lời nha mọi người. Làm lời bass 20 ha, thì tiếng lời khá là rộng nha mọi người. Thì lo là lo màn giấy nha. Màn giấy và mũi vải và gân vải dầu ngược nha mọi người. Gân vải dầu ngược thì chất âm khá là ok luôn. Thì cặp loa này mình đang test nha mọi người. Mình đang test chung với một cái cặp chép đơm nha. Đây mình đang test chung với một cái cặp chép đơm. Giá của cặp chép này là 250.000 kèm một cặp tụ nha mọi người. Kèm một cặp tụ loa chép luôn nha. Giá 250 một cặp. Thì chép này là chép của xe nha mọi người. Chép rã xe nha. Rồi đây để mình gỡ cái củ loa đang test lên cho mọi người cùng xem. Đây nha, củ lo đang test đây. Thì cặp lo này giá là 1.500.000 nha mọi người. Mình có để giá luôn nha. Đến nay đã 3 năm vừa đây. Thì mình test với cái cặp chép này đây nha mọi người. Thì cặp chép này giá là 250 nha. Đó. Thì anh em muốn mua cặp bass không thì mua. Cặp bass Kenwood 20 không thì mua, còn mua luôn cặp chép thì mua nha. Đó. Thì anh em lấy cả 2 cặp này thì bao cước vận chuyển anh em nha. Còn anh em lấy 1 cặp thì không bao cước nha. Thì ở đây hiện tại hôm nay thì mình có được 2 cặp. Thì lo tất cả là còn xin đẹp cũng tương đương như nhau nha mọi người. Thì lo em nó đang hát đây. Thì cái này anh em về mình có thể là sử dụng con lo Kenwood này để làm lo trung nha mọi người. Làm lo trung thì chất âm khá là ok luôn, tiếng lời khá là dày. Hoặc là anh em về có thể nghe toàn giải nha. Đó. Thì cái lo này nó thiếu tiếng chép nha mọi người, cho nên là mình hỗ trợ thêm 1 cặp chép nha. Còn tiếng trung và tiếng lời em nó thể hiện khá là tốt rồi, tiếng bass và tiếng lời. Đó. Thì tần số cao nó cũng lên được, nhưng mà nó lên không cao lắm mọi người. Bắt buộc là phải hỗ trợ thêm 1 cặp chép đơm nha. Đó. Rồi mình sẽ lên 1 đoạn nhạc nữa nha mọi người. Và mình sẽ kết thúc cái clip này luôn nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Mình báo giá lại nha. Cặp Kenwood này thì giá là 1.500.000. Còn cặp chép đơm này thì giá là 250.000. Anh em mua hết cả 2 cặp thì bao cước nha mọi người. Là 1 cặp Kenwood và 1 cặp chép đơm này sẽ bao cước vận chuyển nha. Tôi chợt nghe thương nhớ, nên không quên nguyện cầu quê mẹ ngừng khổ đau, chinh chiến qua mau.
để người thương